Mẹ cảm thấy hài lòng nhất đó là cái môi trường á, cái môi trường học của bé. Thứ nhất là sự tận tình của các thầy cô và cái phương pháp giáo dục của trường. Cảm thấy rằng là mẹ chọn cái sự lựa chọn của mẹ về cái ngôi trường này cho bé là một cái lựa chọn đúng đắn trong cái định hướng để phát triển giáo dục của em bé từ gia đình. Trước khi mà chọn Bác Quay Tệ Đức á, thì em bé nhà mẹ đã học một cái trường khác. Nhưng mà tuy nhiên khi mà thấy về cái triết lý giáo dục của trường á, thì thấy nó phù hợp với cái định hướng phát triển giáo dục của gia đình. Nên là sau đó là gia đình đã chuyển bé từ một cái ngôi trường khác về Bác Quay Tệ Đức. Cái mà mẹ cảm nhận cũng như gia đình á, cảm nhận được cái việc mà môi trường học của em ở Bác Quay Tệ Đức á, là thấy được cái sự yêu thương của các cô dành cho bé và sự phát triển của em ở một số cái kỹ năng ngoài xã hội, kỹ năng mềm á, ở một cái góc độ về gia đình á, thì mẹ cảm thấy nó đang phù hợp với gia đình và có những cái tích cực trong cái định hướng phát triển về giáo dục của gia đình cho bé. Trong cái chương trình học của bé thì mẹ thích những cái hoạt động mà dã ngoại nè, ngoài giờ nè, rồi những hoạt động bên ngoài. Tại vì đối với quan điểm của mẹ đối với những em bé mà học mầm non á, thì cái chuyện mà bé vừa học vừa chơi vừa trải nghiệm nó quan trọng hơn là việc mình sẽ ngồi đồ chữ hay là viết sách hay gì đó. Thì cái đó là mẹ không có đặt nặng vấn đề đó. Tuy nhiên thì ở Tuy Đức thì cái hoạt động về thể lực á, về bên ngoài của trường khá là nhiều, và nó kết hợp cho cái việc mà mình sẽ tìm hiểu thế giới xung quanh, mình vận động, mình tham gia bên ngoài, và mình kết hợp cho cái chuyện học và cái chuyện mà mình thực tế nó nhiều hơn. Và triết lý giáo dục của Tuệ Đức là đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Thì cái mẹ cũng mong muốn tới cho em bé nhà mình là cũng không hẳn là phải tập trung học nhiều, học giỏi. Tại vì bây giờ thật ra thì cũng rất nhiều cái trường hợp là mình sẽ theo thành tích về giáo dục á. Thì định hướng của gia đình mẹ là không muốn như vậy. Thì muốn con nó phát triển một cách toàn diện hơn. Thì khi mà tìm hiểu về Bác Quay Tệ Đức á, thì mẹ cảm thấy rất ấn tượng với những cái chương trình ngoại khóa và ngoài giờ của Tuệ Đức á. Thường thì ba mẹ tham gia gần như hết tất cả những chương trình mà trường tổ chức vào dịp cuối tuần á, để kết nối giữa gia đình, nhà trường, em bé, để mình có những cái thông tin mà xuyên suốt và đồng hành cùng với nhà trường. Hồi đầu năm thì mẹ có tham gia chương trình mà giống như phụ huynh mới, đồng hành cùng với phụ huynh mới trải nghiệm một ngày học của em bé ở trường mà mình là phụ huynh. Thì khi đó mình sẽ cảm nhận được cái chuyện em bé mình tới trường sẽ làm gì, ăn uống như thế nào, nghỉ ngơi ra sao, các thầy cô sẽ tiếp xúc và chăm sóc em bé như thế nào. Một cái chương trình thứ hai là chương trình mà giống như tham gia làm cơm bento, cơm hộp em bé tại trường á, để kết nối gia đình. Hoặc là ví dụ như gần đây nhất là chương trình 20 tháng 11 thử một ngày làm cô giáo, thì mẹ cũng đã lên trải nghiệm cùng với lớp của em bé. Bởi vì con không bao giờ bé lại, bởi vì những năm tháng mầm non, tiểu học và trung học có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển nhân cách và hành trình tương lai của con. Hãy lựa chọn ngôi trường phù hợp và trao cho con những giá trị tốt nhất. Ba mẹ hãy cùng Bác Quay Tuệ Đức kiến tạo các thế hệ học trò tương lai và trao cho con những giá trị hạnh phúc. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, quý phụ huynh vui lòng liên hệ hotline 1900 6462 hoặc truy cập website www.parkway.edu.vn. Cùng Bác Quay Tuệ Đức, vươn tầm tri thức, chắp cánh tương lai.